Tiếp tục thì Đắc Sơn quay cho bà con xem nông dân phun thuốc cho lúa đại thâm 8 vụ đông xuân 2023 thì đây 62-63 ngày hết rồi bà con ơi, thì chuẩn bị chỗ hết á. Thì năm nay do thời tiết lạnh có thể là nó trâu trễ ha, có thể là tới 70 ngày, 70 đến 75 ngày mới có điều á, đối với các lúa thưa và lúa cấy 75-77 ngày mới có điều á. Còn lúa bà con dày thì nó vẫn chỗ bình thường ha, chỗ trung bình là 67-68 ngày có thể điều ha. Còn thưa với cấy thì nó sẽ chậm hơn nữa. Thì đất này đất là 3 vụ, nhưng mà vụ rồi này do nước lớn quá nên xả đê luôn. Thứ nhất là để ngăn ngừa mũi hành lưu trú ha, người ta cũng sợ mũi hành. Đối với các đất 3 vụ, dù bà con có xả đê đi máy thì mũi hành nó vẫn còn lưu tồn ha. Nó ở theo mấy cái hàng ganh này nè, hàng ganh đầu đó vẫn còn ha. Thì nói chung thì cái vụ này thì Đắc Sơn thấy cũng mũi hành cũng có, nhưng mà tỷ lệ xuất sắc 1-2% thôi, không đến nổi ha. Nhưng mà nó vẫn có mầm bệnh ha, thì bà con lưu ý xịt ngừa. À, con dòm chuột nè, bự hơn bằng giò nữa, thuốc chết nè, chuột này chuột cống không, thúi hết sức thúi, vụ này chuột quá chuột rồi bà con ơi. Nói chung là bà con chạy mặt luôn á, làm mọi cách luôn, lâu mà năm rồi không có, năm nay đáo là quá tài chuột. Nhất chiều này, chiều nắng này nó ít lạnh với khô mùa sương á, xịt thuốc rất là hiệu quả luôn, xịt dính vô là khô là ức chế bệnh luôn á. Khu này chủ yếu là bà con mình xả đề thơm á. Thì mũi hành thì đối với đất ba vụ thì bà con mình lưu ý, còn đất 2 vụ thì dù sao gì cũng ít ha. Đất 2 vụ thì nó không có cái cây cản ha, nó thông gió nên là không có chỗ lưu trú. Ở đây đa số thấy cái dạng đề thơm ở đây đất, cái quần này là quần lung lắm con ơi, từ đây qua tới bển luôn ha, lung nữa, nên là xả đê nó rất là tốt ha. Có một số bà con chỉ đi có công tầm cắt khoảng 30 kg, có 2 cử 30 kg thôi là thấy là quá ngon. Cái này xịt xuống rồi mình hỏi cái luôn ha bà con, đây mới chạy nước luôn. Ở đây bà con dòm cái dạng này cũng cao lắm ha, lá cũng bự ha. Nói chung thì bà con bón phân giai đoạn nắng đầu, mà con bón kali nhiều thì nó ít có hai vàng lá ha, còn bón kali ít bón đạm nhiều rồi vàng lá đây lên đài, nó cái lá đài cũng rất là bự ha con, nhưng mà nó muốn xuống màu nè, màu này cũng như nó muốn thiếu dinh dưỡng ha. Thì cái này thì do cách bà con làm thôi, thì lá đài rất là bự ha, còn cái búp nó cũng khá bự, búp nó bằng chiếc đũa vậy là ok hết nè. Nói chung cũng có bự có nhỏ, cái vàng này khá tốt. Quá gió. Không chưa? Hả? Không chưa? Chưa. Còn nè. Này tại đi hơi nhanh ha, nó dư nước là biển. Nói chung năm nay thì cái giai đoạn đầu thì thấy là bà con mình ok hết đó nghe, còn cái giai đoạn là từ chỗ về sau là cũng là quan trọng nhất ha. Cái giai đoạn đầu tốt và giai đoạn sau phòng bệnh không tốt thì cũng thua luôn. Giai đoạn về sau là chủ yếu là đổ ôm nè, lâm lép vi khuẩn đó. Này đi chậm chậm chút nữa nhanh nó dư nước nhiều á. Còn dư. Còn mấy bình nữa mới rồi. Lên đầu trên hả? Hả? Như đó hả? Này đầy thơm ha. Đầy thơm. Đầy lúa nhà luôn hay sao? Hay là xịt mướp?
nhà. Nhà luôn hả? Quá thà cái bờ. Này anh nhớ bao nhiêu ngày không? Mày hả? À? 60 ngày. Đây trên chảnh. Đây sẽ cỡ 61-62 ngày. Này tổng 1.300 mét vuông là hôm gà anh đi khoảng 50 ký phân không? Tới không? Cái này là anh xả hết mấy cử à? Quá tờ cái lá nó bự mà nó bị này bị rôm lê gai. Lá đài nó khá bự luôn con. Bự. Đồm nữa. Hôm nay đồ ôm cũng rất là mạnh luôn. Ở đây là có lúa dày, có một số gầy cám ha, gầy cám, gầy phấn trắng luôn. Có chút đỉnh đây tới chỗ thì bà con mình nên thịt ngồi. Giờ cũng mới chuẩn bị nở thôi, thì để tới chỗ là có nè, có gầy nè. Gầy có nè, đó, dưới nước. Chỗ đều lên là có thể thịt gầy thịt được rồi, hoặc là tới nó chỗ là sạc thì bà con có thể thịt ngồi được rồi. Gầy thì thường nó vào cái giai đoạn mà đồng chỗ á, giai đoạn ôm bắp mình nè. Tới chỗ là nhiều, còn giai đoạn nhỏ là nhiều khi bà con xịt sâu á, xịt nguồn mỡ hành sống hơi thì nó không có đâu. Nó vào giai đoạn này là nhiều ha. Nó muốn gần chỗ ha, 61-62 ngày thì nó muốn lên nè. Nó tét nụ rồi nè. Này xịt tới đâu pha tới đó ha. Đó thuốc mới hả ta. Này Amisotop đặc trị bệnh gây hại. Thằng này hoặc chắc nó giống của tin super không con? Azoxystrobin nè và Difenoclavulan Sulfut 245 g. Này là kỳ nấm bệnh như hải Nacasafan. Này nó để chỉ gì ra? Đúng đó. Này là lem lép. Cái này lem lép không mà chứ đâu có đậu ôm ha. Này nè. Này chủ yếu lép lép không mà con, không có thành phần đậu ôm hết. Anh siêu bin thì lép lép với dàn lá chín sớm chai này nè. Thằng nào này với thẻ này bệnh thẻ ha. Bệnh thẻ này vi khuẩn con superberry 50 các bạn, thẻ 12 gram. Này là chỉ vi khuẩn như cái này, nấm vi khuẩn ngoài trong đây nó đẩy đậu ôm lem lép. Cái thành phần đâu coi chú ý thành phần là thành phần á streptomycin super. Này là vi khuẩn không con, trong đây nó đẩy thì nó đẩy vậy thôi chứ không có chạy đậu ôm nữa. Lem lép là được, là lép lép vàng á, lép vàng là của vi khuẩn á. Còn cái chai đó là không có vỏ ha? Không. Chai đó là chỉ gì? Cái chai không vỏ đó là chỉ gì? Sâu. Còn đồ ôm là chai nào? Không xịt đồ ôm hả? Thật, cỡ này không có xịt đồ ôm. Này thuốc nó sâu mà không có vỏ chứ. Kẹp sông hơi nữa vậy này nè. Này sông hơi hả? Này bát xa. Bát xa sông hơi không không? Tâm hơi gầy sâu luôn.
lúa đây thì nó tốt thiệt luôn á. Lá đài bự bự mà cây cũng nói chung là dạng ok đó, năng suất ok, nhưng mà cái dàn lá này nó cũng rất là dễ bị cháy lá hay là dàn lá, hay là con mình làm lưới, nhất là trong vấn đề phun thuốc á, thuốc nóng nó cũng bị nữa. Đây thì thấy nè, con dàn lại nè, cái dàn lúa nói chung thì cây nó cũng khá ổn. Đây dàn bắp nó đây, dàn ngồi viết nó đây. Chung là già nó tương tự vậy thì thấy ok nè. Còn cái lá đại đi, lá đại nó sang thấy đa số một số bà con mình xịt đậu ôm chảy á, thì thấy nó bị chấm kim hết nè ha. Lá đại nó có đậu ôm mà nó lá đại nó bị vàng á, nó chưa không tích tụ được cái dinh dưỡng. Thường thường trước chỗ này là nó sẽ lấy lại cái dinh dưỡng nè, nó xanh rồi nó chỗ lên nó mới vô hạt ha. Còn mà nó trước chỗ mà nó lấy lại không nổi nó là bà con thấy bón phân rước hạt rồi đấy. Còn lấy lại được thì bà con mình nên xịt bòi vô, bòi dưỡng cho nó vô. Đây đây, xịt chủ yếu là nó không có đồ mà con ơi, chủ yếu là thằng vi khuẩn với thằng này là thằng phục hồi nhanh, tăng lực cho cây này cũng như là lấy lại màu xanh nè, dinh dưỡng nè, như trong thuộc nó vô gạo cực nhanh nè. Này là thằng batonit nè, phục hồi nhanh, nó thành phần nó là manh ghê đồng gì. Này nó cũng tương tự với thằng atonit đó bà con. Bo thành phần trung lượng bo lăng sắt gì B1 gì e gì nó như là trung lượng hết, phục hồi nhanh tăng được cây. Ba là batonit ha, nước là tăng trưởng hàng đầu thế giới, cũng như là tăng kích tăng trưởng sinh thái, tăng trưởng cây trồng đó. Phân bón cao cấp đậm đặc Mỹ Nhật 12 ha. Này với sâu với này là hoạt chất của nó, amisetop nó là hoạt chất của tin super đồ hết bà con. Nó dàn lá chín sớm với lên lớp hạt ha. Anh kèm sông hơi ba sa vô với thằng vi khuẩn nè, chứ không có gì nữa chứ. Có nhiều lúa này sợ nhất là đậu ôm, mà anh không kèm đậu ôm thì cũng không hiểu luôn. Rồi thì có nhiều chia sẻ nhiều cho bà con ha.